Nào, bắt đầu đọc từ mới nha, phải đọc suốt một lượt cho này. Kulian yang phun thế chết kỳ chun chỉ chóc sang là đọc phải thế. Kulian yang phun thế chết kỳ chun kỳ chóc xa Chỉ chóc sang nghe. Ở đây chúng ta có chỉ cái chắc từ xa yang phun, cái từ lang là biết rồi đúng không? Bình thường nó hay thay thế bằng cái từ gọi là cái gì đấy, NG và OK đúng không? OK thì nó là một cái hàng tốt, hàng OK đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ có cái gì? Thuê đi, giảm sốc, si can, thường nhân sọ, xem thử. quê y giặc sốc si can chừng miên sọ xem thử. Chứng minh so cái giấy chứng nhận này thì tức là chúng ta có thể là sử dụng cho chứng giấy chứng nhận liên quan đến QC, chúng ta có từ ISO ấy, ISO đúng Vâng. không? ISO chứng minh so tức là giấy chứng nhận ISO, Ai sao chừng miên chứng sao? đó chứng nhận so đó, chúng ta có giấy chứng nhận là ISO như này, hoặc là sau này mình có thể dùng các giấy chứng nhận khác cũng được liên quan đến giấy chứng nhận tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng gì đấy, hoặc là giấy chứng nhận gì đấy đúng không? Chúng ta có dùng chứng nhận to được hết. Tiếp theo xem thử này, cái từ xem thử này thực ra hàng mẫu nó có một cái từ nữa là từ CDO, từ CDO này nó cũng là hàng mẫu nhưng mà nó là kiểu cái từ nó là từ thần Hàn ấy, đó là từ Hàn, còn cái Vâng. từ này nó là cái từ xem bồ này này, xem bờ lê này đúng không, đó xem bồ ấy, chúng ta có thể hiểu như thế. Rồi tiếp tục này, khom sa ha ta son yoi ha ta kẻ son ha ta thạc son ha ta thế ưng ha ta Còn xa ta xong qua xong phiên ha ta son yoi ha thì ta san ha ta kẻ son ha ta chạc son ha ta thạc son thế ha ưng ha ta thế ưng ha ta. thế ưng ha ta. Ở đây chúng ta từ có từ còn xa thì bình thường mọi người hay cứ nghĩ rằng là còn xa thì nó sẽ thì sử cứ cái gì kiểm tra thì đã dùng còn xa, thực ra cái này nó sẽ dùng dùng kiểm tra về một cái sự vật sự việc nào đó, tức là kiểm tra về về một cái sự vật, ví dụ kiểm tra về hàng hóa đấy, hàng hóa hoặc là con người đều được nhá, hàng hóa hoặc con người đúng không, ví dụ kiểm tra hàng lỗi hàng NG ấy, thì nó dùng còn xa dài ấy. Ví dụ như mà nhiều lúc mà mình hay nói câu là mày thử kiểm tra xem là có bao nhiêu người hay gì đấy, thì cái từ kiểm tra đấy mình lại không dùng từ còn xa này, tức là cái từ từ còn xa này mình kiểm tra xem là gì, mình có lỗi hay không, có bị bệnh hay không, có cái gì tốt à, có cái gì xấu hay không đấy, thì thường là như thế. Còn nếu mà kiểm tra mang tính là xác nhận xem là có bao nhiêu cái, xem là người ta đến hay chưa, có nghĩa không phải là xác nhận về về nó xem nó có xấu hay không ấy, thì mình sẽ không dùng còn xa này, thì lúc đấy mình sẽ dùng cái từ gì đấy, Hoặc khi na tả, biết cái từ Hoặc khi na tả không, kiểu mang tính xác nhận ấy. Bắc Kinh Xác nhận có một sự việc nào đó xem là có bao nhiêu người nó đã làm hay chưa, hay là nó đang ở trạng thái nào, chứ nó không xác nhận là tốt hay xấu đúng không. Còn còn xa là ừ. nó xác nhận là xác nhận tốt xác nhận xấu và xem nó có bị xấu ở đâu, nó bị hỏng ở đâu, nó bị hư ở đâu, thì thường hay là còn xa đấy, kiểu thế. Ngay cả ví dụ như cái máy móc này bị hỏng chẳng hạn, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra những cái phần hỏng của cái máy móc này thì lại dùng từ còn xa được đúng không. Đó thì còn ví dụ như là cái máy này nó đang không biết là nó đang chạy hay chưa, mày thử kiểm tra xem là nó chạy hay chưa, thì lúc đấy mình lại dùng cái gì, Hay là nếu mà dùng từ xác nhận thì mình dùng từ log in. hoặc kin đúng không, thì trong nhưng mà nhiều lúc mình vẫn chỉ là từ kiểm tra nhé, cái từ xác nhận này mình vẫn chỉ là kiểm tra đúng không, thế nhưng mà mình sẽ chỉ mang tính chất kiểm tra là nó ví dụ nó có hoạt động hay không đấy, xem là nó đang ở trạng thái nào thôi, chứ không phải là nó kiểm tra cái việc xấu của nó nhé. Đó thì cái còn xa nó như vậy. Tiếp này, sân bia ha tả đây là tức là gì, chọn lọc sorting, nghe cái từ sorting bao giờ Đó. chưa? Cái từ là bộ phận kinh doanh đúng không, trong bộ phận kinh doanh thì chắc là cũng nghe cái từ sorting, ví dụ là mình gửi hàng sang bên Samsung, Samsung sản xuất xong rồi có cái nguyên vật liệu mình lỗi phát trên bên đấy, thì chắc chắn nó sẽ bắt mình sang sorting, sorting tức là nó mang bắt mình đi 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 chọn lọc những cái hàng ok ra để nó gì, để nó sản xuất đúng không, hoặc là mang dự, hoặc là sorting, nhiều khi sorting theo kiểu là đánh dấu, lấy bút đánh dấu
đánh dấu hết tất cả con hàng mà sẽ đưa ra line của khách hàng sản xuất, để khi mà nó phát sinh lỗi thì mình sẽ biết à lỗi là con vật liệu của nhà nào đấy, nó thường là kiểu như vậy. Nên người ta nói chung là sorting, được chưa? Sorting là chọn lọc ra cái con xấu hoặc là con tốt. Tiếp khé son na tả là cải thiện đúng không, cải tiến. Chặt son là lập biết thế ưng là đối ứng khách hàng. Cái này thì đối ứng khách hàng có đúng không, ở bên QC thường hay gọi là đối ứng khách hàng, bên này được gọi là bên CS CS nó hay đi đối ứng khách hàng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì, hai phiếu ha tả, hai sen ha tả, chuẩn bị ha tả, chuẩn bị ha tả, phê kỳ ha tả. Đọc được thầy. Bài phiêu ha ta, bài xe ha ta, chuẩn bị ha ta, Chuẩn chuẩn bị bị ha ha ta, tả, huyền ngang nó phải chuẩn bi ha chuẩn tả. bị ha ta, chuẩn bị ha ta, Chồng mi để khi ha ta, cái này thực ra cái từ sắp xếp này mình có bất quy tắc đấy, à quên, không phải bất quy tắc mà là biến âm ấy, cái chữ ngờ đấy đúng không, mà gặp chữ liền đúng không, chữ r này thì r này phải đọc thành chữ n nhé. Chồng mi chúng ta sẽ đọc là chồng mi, chúng ta đọc là chồng 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 ri đúng không, chồng ni ha tả, chồng ni ha tả, phê ki ha tả. Thì ở đây có từ phát biểu, thực ra cái từ phát biểu lại hoặc là nó bị quỷ gì gọi là gì, thuyết trình đúng không, thuyết trình cũng được. Chúng ta hay nói là đi thuyết trình, tiếng Việt Nam mình hay gọi là thuyết trình, tức là hoặc là nhé, khi mà bây giờ có một cái nguyên nhân lỗi đúng không, xong rồi Samsung nó bắt mình làm đối sách đó, cái đối sách đấy xong sau nó bắt yêu cầu là nó yêu cầu nó họp mình, và mình sẽ là người phải thuyết trình về cái đối sách đấy đúng không, thì lúc đấy mình sẽ dùng là thế chết cái thầy phiêu ha tả, phát biểu về cái đối sách đấy và trình bày đối sách xem là tôi gì, tôi sẽ cải thiện như nào, tôi sẽ cải tiến như nào để cho lỗi nó giảm đi đấy, chúng ta sẽ dùng thầy phiêu ha tả đúng không. Rồi ok, hủy bỏ này tức là như nào, phê kia ha tả. Nhớ mình hay có cái câu là những cái sự sự grep ấy, tức là cái sự grep tức là những cái scrap và scrap gì đấy đúng không, tập sư scrap thì đấy, thì cái này nó giống như là hàng hỏng, những hàng bỏ đi ấy đúng không, hàng hỏng hàng bỏ đi, thì những hàng hỏng hàng bỏ đi thường thường nếu ví dụ mình bỏ đi mình sẽ phải ví bao nhiêu hủy, từ mình hay nói câu hủy bao nhiêu hủy, mày mang cái hàng này đi hủy đi, thì cái từ hủy đấy chính là cái từ phê kia ha tả này nhá, phê kia ha tả hủy bỏ nó đi đúng không, không không gì không dùng nữa đấy. Nhưng mà hủy bỏ thì chỉ là hủy bỏ hàng hóa thôi nhé, không không hủy bỏ cuộc hẹn hay là hủy bỏ đặt trước hay gì đấy nhé. Cái việc hủy bỏ kia thì nó Và dùng từ gì, chúng ta có từ truy truy xô ha tả nó khác nhé, cái này cũng là hủy bỏ nhưng mà hủy bỏ theo kiểu là hủy bỏ cuộc hẹn, hủy bỏ đặt trước hay hủy bỏ đặt bàn gì đấy đúng không, thì mình dùng truy xô ha tả. Các bạn đấy, bạn đã có từ Pokiata là từ bỏ nhé, từ bỏ cơ hội, từ bỏ con đường tương lai, từ bỏ cái cuộc chơi hay gì đấy. Rồi tiếp chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ có từ tên vì à đê an thạc dọc. Tập có thể ui ui are an an tạ dọc tạ đặt dọc 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 mấy từ này thì quen thuộc ổn không, say ạp tuy huyền dốc ổ đơn dốc sai đặc sự ạ tuy chúng quên chốc ô rung chốc ta có một cái từ giữa nữa, chúng ta có cái từ gì khảo đề cũng là giữa ấy. Nhưng cái giữa này với cái giữa sai y thì nó khác nhau như nào biết không? Tức là ở đây là có một đồ vật A đúng không? Và một đồ vật B đó. Thì khi cái xe nó đứng ở giữa này này, cái xe nó đang đứng giữa A và B, thì lúc mà cái xe nó đang ở giữa A và B thì tức là chúng ta sẽ phải dùng là từ sai y. Tức là như nào? Giữa hai đồ vật thì chúng ta sẽ là dùng sai giữa hai đồ vật nó. Còn kháo tê thì ví dụ như là đây nó đang có một cái rất là to như này đúng không, thì cái xe của nó đang nằm giữa cái chỗ A này này tức là đây là tòa nhà A,
cái xe đó đang ở giữa cái tòa nhà đấy, thì tức là cái từ kháo tê là nó diễn tả một cái gì đó nằm giữa một đồ vật ở giữa, nằm trong một đồ vật ở đấy đúng không, nằm giữa của đồ vật nào đấy đó. Thì chúng ta là gì, sai y là giữa hai đồ vật, còn kháo tê là giữa của một đồ vật nào đấy đúng không, nằm trong một cái đồ vật nào đấy, giữa một đồ vật nào đấy đó, mình phân biệt như thế thì là sẽ ok. Kháo tê rồi, tiếp theo mình sẽ có tiếp từ mới. Yang chốc còn no pion mà chân pion tốc ba rô tùng so nam búc. Ừ, đúng rồi. Giàn chốc còn no piên mà chân piên Ừ. Tốc ba rô tốc ba rô, tốc ba rô chốc chút. Ừ, tốc ba đô chúc, ơn chúc mà chờ ơn chúc. à, chúc Ừ, tốc ba rô chúc thùng tông so nam búc to thuyền ngang thùng to tùng tông so to nam búc nam bút, rồi thùng so nam bút đông tây nam bắc sao? Đó chúng ta tổng có thể tổng so nào chúng ta có từng đó từ mới được chưa, và bây giờ đi sẽ đi vào phần từ vựng, phần ngữ pháp. Thì cái phần ngữ pháp này thì đầu tiên thầy sẽ có một cái ngữ pháp liên quan đến cái là câu kính ngữ, chúng ta sẽ có câu kính ngữ nhá. Thì câu kính ngữ ở đây thì cái quan trọng nhất chúng ta kính ngữ là phải là về gì đây, kính ngữ ở chủ ngữ và kính ngữ ở cái động từ, đó là hai cái mà chúng ta cần phải chú ý nhất. Tuy nhiên thì nó cũng có một số cái kính ngữ ở chỗ thành phần khác nữa, thế nhưng chủ yếu là chúng ta sẽ là để ý này. Đầu tiên chủ ngữ chúng ta có kê so và kê so và kê so nên cộng với một cái động từ ư si tả đó. Thì đối với chủ ngữ chúng ta phải dùng là kê so và kê so nên, hoặc là thì động từ thì phải biến thành ư si tả. Thì khi nào chúng ta phải dùng câu kính ngữ, khi nào đấy, khi sử dụng với người gì, người lớn tuổi hoặc là người gì có người về địa vị bề trên hơn trên so với bản thân. Thì ở đây thầy có cái gì đây, có cái kê so và kê so nên, thì hai cái này nó được gọi là cái gì, tiểu từ của chủ ngữ đúng không, được tiểu từ của chủ ngữ ở câu kính ngữ. Thế nhưng mà sao, tại sao nó dùng kê so và kê so nên, thì chúng ta phân biệt như thế nào? Thì chúng ta nhớ đơn giản thôi, cái kê so nó bằng với gì, y y k đó. Đó, còn kê so nên, kê so nên thì nó bằng với gì, ân ân nên đó. Thì đợt trước chúng ta học y k và ân nên rồi đúng không, thì cái y k và ân nên thì bình thường cái ân nên đấy chúng ta sẽ dùng để làm gì, nhấn mạnh chủ ngữ thì thường chúng ta sẽ dùng ân nên, còn lại chúng ta sẽ dùng ik đúng không. Thì ik ví dụ như trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ không 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 nhấn mạnh chủ ngữ. Thì thứ nhất này, chúng ta nhớ có cái cấu trúc là chỉ là đơn giản có một đồ vật nào đó ở đâu đấy, thì chúng ta thường cái danh từ nó hay đi với ik là một đúng không. Thì vậy ta nhớ là thường ita opta ấy, ita opta sẽ đi với ik là một này. Thứ hai nữa là đối với tính từ nhá, đối với tính từ thì thường nó cũng sẽ đi với ik, ví dụ ví dụ như là món ăn này ngon đúng không, cái từ ngon đấy mà xích xoài, chứ những món ăn chúng ta là ứng xích ki mà xích xoài, chứ khi người ta dùng là ý ứng xích nó cũng được nhá, nó cũng đúng nhá. Thì tuy nhiên trong trường hợp đấy mình phải nhấn mạnh lắm cái chủ ngữ đấy, cái danh từ đấy mình mới dùng ân ân nên nhá. Còn không bình thường à, ý ứng xích ki nó mua mà xích xoài giống hoa ta chế mịt sở hữu đấy, kiểu dạng như thế. Thì tức là gì, tính từ không, thứ hai đó là tính từ nhá. Thứ ba nữa là khi nào dùng ik nữa này, trong trường hợp chúng ta nhắc chủ, chúng ta nghĩ là chủ ngữ nhắc lại lần thứ hai thì thường là sẽ dùng ik. Ví dụ nhé, bình thường nhé em sẽ nói là annyeonghaseyo cho nên đúng không, cho nên hàng đúng không, cho nên hàng nghi mì tạ, tức là cái đầu lần đầu tiên nhắc thì em dùng là cho nên hàng nghi mì tạ. Thế nhưng lần thứ hai, ví dụ lần thứ hai em bảo là tôi thì là nhân viên công ty đúng không, thì tôi là nhân viên công ty, thì bình thường em lại nhắc tiếp cho nên hàng nghi mì tạ, cho nên phê sao quân mì tạ, thì nó hơi ý sang hà tạ đúng không, thì nó không được tự nhiên. Thì lúc đấy người ta hay, nếu mà nhắc chủ ngữ vào nữa thì mình hay dùng là chế ca, chế ca ở chế ca phê sao quân mì tạ, hoặc là trong từ tự dưng đang nói chuyện bình thường mà tự dưng em muốn là muốn nhấn mạnh là, hoặc là gọi là muốn nhắc đến là chủ ngữ là cái người thực hiện hành động này đấy, thì mình hay nói là chế cá.
제가 제가 이 음식을 만들었어요. 그게 내가 tôi làm món ăn này đấy thì thường là như thế đúng không? Còn sau này mình học lên cái định ngữ nữa, học cái định ngữ tức là một câu nó sẽ có một cụm định ngữ. Và trong cái cụm định ngữ đấy nó có một cái chủ ngữ thì trong cái chủ ngữ của cậu cụm định ngữ đấy thường là mình hay dùng cái IK này này. Còn cái chủ ngữ chính của câu thì nó lại dùng cái nhân đấy. Thì sau này học lên cao thì đấy thì mình sẽ biết, học lên sơ cấp 2 thì mình sẽ được học cái định ngữ đấy thì mình sẽ biết. Còn hiện tại bây giờ nhớ cho thầy ba trường hợp đấy là được. Thực ra cái IK chúng ta càng học nhiều chúng ta càng có cái mà chúng ta cần phải chú ý để dùng nào cho IK với nhân hoặc là ân cho nó phân biệt cho nó chọn tại nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Và tiếp theo bây giờ đấy một là dùng kế so hai là dùng kế so nên đúng không, sau rồi cộng với một cái thành phần khác. Thành phần khác ở đây là những cái gì có biết không, ví dụ như là danh từ chỉ thời gian e chẳng hạn đúng không, hoặc là danh từ chỉ địa điểm là e so, hoặc là vì tân ngữ thì dùng ân đấy sau cộng với đến động từ đúng không. Thì khi đến động từ, khi đến động từ chúng ta cũng phải chia cái động từ đó ra thành cái ngữ được chưa, thì cái động từ đấy chúng ta sẽ là gì kia, ừ si tả, ừ si tả đấy đúng không. Thì viết ứ si tả cái nhìn này em cũng biết sử dụng rồi đúng không, tức là như nào, động từ có động từ có Có bắt chim thì cộng với ứ si tả, còn không bắt chim cộng với si tả bác được chưa. sĩ Đó tuy nhiên nhé, không phải tất cả các động từ đều sẽ kết hợp với ứ si tả, mà một số những cái động từ mà nó sẽ không kết hợp với ứ si tả mà nó sẽ thì biến hẳn một cái từ khác. Em có nhớ những cái từ như nào không, ngày xưa học rồi cũng có nhớ không, một số những cái từ khác như là đầu tiên nhớ số 1 chúng ta có từ từ si tà ấy. Từ si tà này nó bằng với từ mọc mọc tà ấy. Nhớ không? Đó hoặc rồi tả vì từ chú mu si tà này nó đua bằng với là gì, chủ mô xê là bằng với thá đua là thá tà đúng không. trà cả Đó còn từ nào nữa, còn từ thô thô ra ta si tà này bằng với trục tà, cái từ thora ca si tà là từ qua đời nó bằng với từ trục tà là từ vâng chết đúng không. chủ trà Hoặc là từ nhiều là anh thuận em nhớ được đấy không nhiều là hoặc ngay cả cái từ hề si tà này này nó là từ, nó bằng với cái từ ip tà này này là từ gì, có có đúng không, có hề si tà đấy. Sau rồi từ gì đó không ta, từ ngủ nữa kia chú mu si tà kia rồi. em muốn đến nhiều Từ đây từ mài sưng à mài từ sưng hai si tà. sinh từ sinh nhật hết Không đấy, đấy là danh từ xem đúng không? Đây là đang là động từ nhá, một số cái danh từ thì cũng phải biến biến, đây là nói đến động từ đúng không, thì chúng ta có từ mà ra tả nhá đấy, thì có 5 cái từ này. Còn nếu nói đến danh từ đúng không, thì danh từ thì chúng ta có từ ok, từ thì tên in thì ở sen xin đúng không, tên xin thì nó bằng với sen sen in đúng không, xem hoặc cái gì là vì từ chín chín này chín 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 hay chín chín này, cái từ cơm ấy chị tự chi nhiên quên, chín chi chín chi chín 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 chi rồi chín chi nhá, cái từ chìm chi này để chị học biết thật. Có từ gì nữa, là từ yon xe, yon xe nó bằng với từ nái y đấy tuổi vân vân đó, hoặc là nhà, cái từ nhà nữa thẹt nó bằng với từ chìm đó. Một số những cái danh từ động từ như thế chúng ta cần phải nhớ được chưa. Rồi. Thì tuy nhiên mình cứ nhớ một cái công thức này cho thầy. Đây, ví dụ nhé, bây giờ số 1. Trưởng phòng Kim đã lọc hàng lỗi ở OPC. Đã lọc hàng lỗi ở OPC thì bây giờ chúng ta sẽ có là đầu tiên là trưởng phòng Kim này, Kim và Thanh Nim đúng không? Kim và Đó, Kim Kim và Thanh Nim thì thầy cộng với tiểu về từ do chủ ngữ thì cộng kế so nên. Sau bắt đầu là ở OQC. OQC to đúng nước không? OPC sao Nó bắt đầu đến hàng lỗi là vì bồi ngữ. ra luôn Sau rồi chọn lọc bồi ra tinh đấy, luôn son biên hai tạ đúng không? sang Son biên hai hết tạ thì sò ở đây rồi. chúng ta tối và chúng ta phải dùng là hai si tạ được chưa? Hai si tạ xong thì bắt đầu mình tức là hai si tạ nó vẫn đang ở dạng là gì?
ở cái dạng nguyên dạng đúng không? Thì bây giờ mình phải chia thì mình thành là ha siot sở yo ha sot sở yo đúng không? Ha sot sở yo sân chơi ha sot sở yo đó. Rồi Hồng Kim đã phát tin hàng ở OPC đó. Đó. Tiếp số 2, quản lý QC đã hủy hết hàng lỗi và vào đêm qua rồi. QC thì đây. UC quản lý À, phải về lý sau nữa. à ta để cho nên đêm hôm qua Chê bàn ở thêm hẳn mẹ ở thêm hẳn mẹ chê bàn mẹ vui vui ra rừng ở đang vui đã ra bị rừng hủy hết tha cái từ hết mình à tha đi nữa hết cùng từ tha cho nó nhấn mạnh tha là tất cả đã hết. Thế thì Sau bắt đầu à Peki à, mình dùng từ Peki chứ không dùng truy sâu nhé. Các bạn kêu ở trên trên live phải dùng truy sâu nó cũng được luôn nhé. Đồ trùng Peki trùng Peki là Hasisol Peki ha siết rồi rồi đúng rồi Peki Peki ha siết rồi Hasisol rồi à, tiếp này hôm nay giám đốc của chúng ta đã trực tiếp đối ứng với khách hàng. Ồ Ồ nữa sao mua nhìn Ủ đi sát thanh niệm, ủ đi sát thanh niệm. ồ đi sao trang nên phải sao À, thế đó, thế đó cái con máu, thế lắm đó, sau rồi đối ứng với khách hàng. cô cách xa lắm Phù kép xa là công ty khách hàng, còn nếu mà nói đến con người thì là phù kép không thôi. Phù kép cô cách qua. Ừ. qua À, trực cô tiếp cách đối ứng. qua là Trực tiếp là gì? Chúng ta có từ TikTok là trực tiếp đúng không? TikTok sau đối ứng TikTok hệ ha rồi ha si để đại ưng ha khi tà tình ha si đó đó ha rồi sò ha phát mì đà ha sắp phải không ạ TikTok rồi dùng phù cách niêm mình dùng rồi ok muốn muốn lịch sự thì dùng muốn kính ngữ hẳn ông này lên thì thành phù cách niêm quá phù cách niêm quá đâu thế ưng ha sắp phải không còn nếu không chưa có cái gì gọi là ha si rồi ha xin mỉ hiện đà tại à, ha nếu xin không quá khứ thì là ha xin mỉ đà đúng không còn nếu muốn đuôi chia đuôi chân mật thì là ha theo nhé nếu đuôi chia đuôi ha chân mật là ha theo đuôi chân mật là ha theo còn đuôi trang trọng lịch sự thì vẫn ha xin mỉ đà bình thường ha xin mỉ đà tiếp này giáo viên đã gặp học sinh ở trước trường học ở trước cổng trường học giáo viên con sao xem nghiêm về sao à thế đó rồi ở trước vì trường học sao Akio ở trước Akio à Akio làm thế to à về to sao gặp học sinh hát xem luôn học sinh nữa Man mà nó Manasio Manasio à chắc phải à nếu mà tại một cái à quá khứ Manasio à nếu mà tương lai thì mà na theo cũng được không Manasio đây thì câu này có thể chia bố mẹ đang làm việc ở dưới tầng 1 với em với các em in chung bố mẹ trước in chung à bố môn nhiêm kề sau nguyên kế to đấy gì đó bố với môn nhiêm kề với sau các lắm em em nhỏ ta sẽ với các em các em là gì hồng sen hồng sen là các em với các hồng sen tinh ở đây hồng nữa sen tự tươi bình thường cái hồng danh từ sen mà cộng với tinh đúng không danh từ cộng với tinh thì biến thành số nhiều thì chúng ta là đúng hồng sen tinh xong rồi với qua tươi cả chi đúng không qua à, qua cặp chi sau rồi ở dưới tầng 1 in chung à, yên tinh ấy in chung ấy à có đây yên tinh ấy có ông không cần ở dưới tầng một không không cần không phải cần à từ đây dưới được đâu à, nhiều khi nhá không phải là lúc nào mình cũng ở dưới dưới kia nó dùng một cái vị trí cái gì đó xác định ở dưới đâu đúng không chứ không nhiều lúc à đây yên tinh à đây in sao nghe buồn cười lắm chung thì để tức là sao nếu em nói là yên tinh à đây sao tức là
Cái tầng 1 đây nó ở dưới dưới bọn cái tầng 1 chứ không phải là ở ở trong cái tầng 1 đúng không? Đó, nhiều lúc dịch là dịch phải hiểu cả bản chất rồi nhá. Đấy, il chưng nghề thọ rồi tiếp thì lỗi làm việc. Ý Ý ý ha đã ý, ý ra tài thì chia đuôi thân mật thành ý ra c ý ceo hoặc là hạ ý ra sinh gì đạt nhá. Ý ra sinh tài ý ra dẻo. ý ha Đó. Rồi tiếp là cô sáu này, giám đốc đang chuẩn bị tài liệu ở trong phòng họp cùng với nhân viên. ta sang đi À, ta sang nghiêm ta sang đi về sau đó à, đây to nên chỉ quân à, qua tạp chí tạp chí về quy về ý chí về sau để to à quy xin về sau à về sau đúng tài liệu thì mình dùng từ tài liệu tài liệu cũng được không đủ tài tài liệu hoặc là so đu chúng ta có thể là phân biệt liệu thái độ và so đu không? So đu tức là những cái gọi là so đu là hồ sơ đi đúng không? Liên quan đến hồ sơ giấy tờ ấy, mình phải lập, mình phải viết, mình phải ký tá ấy, người ta hay gọi là tí so đu đúng không? Thế nhưng mà còn cái từ thái đô tức là cái tài giống như là một cái tài liệu tham khảo ấy, nó giống như những cái quyển sách hay là những cái quyển hướng dẫn hay gì nó có chữ sẵn rồi mình chỉ mang về mình đọc tham khảo thôi ấy. Thì cái đấy được gọi là thái đô. Còn so đu là so đu nó thì là hồ sơ nghe là đấy thì chúng ta sẽ là gì nếu mà trong trường hợp này mình sẽ dịch là so đu đúng không, so đu hoặc là thái sang đô tùy so đô ở so sang đu thả đồ đấy thì nó chuẩn bị sao luôn xuân đi đi xuân đi ham gì ta đâu ha CEO hoặc là ha xin mì dài chứ ha nó là phải là kim ngữ đúng không, sale sao cho em kể cho nên chỉ quên qua hạt gì huy thì để đó thả đồ đấy chuẩn bị ăn sẽ ông đang đi dạo ở công viên trước nhà. Harabotsi về sau nữa. À, ba bò chi kê đó nên Về sau nữa. À, công quân về sau. À, trước ừ, nhà trước chị. chị à À, chị ạ về sau. công viên để to Chị thôi ạ chị về à công viên sau. để to công viên trước À, nhà mà chị. chị à À, công viên chị để ạ to công quân về sau. À, san chết. ACO Tân sẽ hạ thẻo. Tiếp này. Bà đang nói chuyện với bạn bè ở ngoài sân. Bà là gì? Omo Hai mô nhi. à hai mon đi hai mon đi kể sao nữa hai mon đi kể sao nữa thì sao Nói chuyện với bạn bè ở ngoài sân chinh cô qua cặt chi mà chúng tôi qua lại qua phải chứ cặt chi sân nó có từ mà ta là sân bên ngoài là thật sân thật kề sau mà ta thật kề sau bên ngoài là bạc thật kề sau ở bên ngoài sân mà ta bạc thật kề kề sau sau thì ra khi Haseo thì ra đi ta kéo okay. họ tiếp mẹ đang ăn cơm ở trong nhà cùng với bố mẹ đang ăn cơm ở trong nhà cùng với bố với bố qua qua cạch chi phải là abon siwa thật chi trong nhà abo qua cạch chi chip e sao
cơm cơm không dùng từ bạc mà dùng chín chi đúng không? Vâng, Chín chi đấy, chín chi, ăn ăn chín không dùng chi mọc mà dùng không mọc tàn mà dùng từ mà má xỉa rồi, má xỉa từ từ si tá, từ si tá ừ biến thành thì đã chín đấy, từ xeo đúng từ không? xeo Cái này là cấp cấp 1 đấy, chứ không phải là trung cấp gì đâu. Cái gì đây? Bố đang ngủ ở trong phòng một mình. Bố đang ngủ ở trong phòng một à bao nhiêu cái sao nữa. mình. Ừ. Rồi, à bo chi ở bên. À bo chi. Mẹ con nữa. Rồi sao nữa? Không trả. Trong phòng trước. Hàng À, cho. và thế sao? Không trả. Là giao phía sau gì đấy, hàng Không có trả. hôn trá Không trả. ngủ là gì, Ngủ chú rồi từ. chú À, chú mua. chú mua xe Chú mua xe hộ. đó. Nào bây giờ tôi đọc nhé, đọc lại cho thầy một lượt. Kim và tranh nhìn thấy gió này, ông kêu sĩ để gió là người thân do hát sắp tới không? Thì qua trang, thì qua trang như thế sóng nước ok si ế sao vui ra luôn. Son Con son voi piro ha son piro ha à, ha siết rồi ô, ha siết rồi ô. son piro ha sao QC 관리자 대사는 어젯밤에 분량을 다 폐기하셨어요. QC quản lý cha kế toán ngân ở thể 8E Ưu la ngân A B P hai sắp sở rồi. Ừ. 오늘 우리 사장님께서 고객님과 직접 대응하셨어요. Ông nội ủ đi xa chăng nhìn thấy sao? Cô kết liên qua TikTok TikTok, thế ưng đọc câu nào vậy? hashtag TikTok. TikTok TikTok. TikTok thế ưng Chị tóc hashtag thề ưng ha sắp tới ô. Son sinh nhìn TikTok thế đó, hát cho ạ thế đó, hát sinh ngữ bán na sắp tới ô. song song như kế do hát kêu tập kế do hát xem ơi mà na sẽ sợ. Buổi môn nhìn thế đó nên đồng tên cùng qua cả sĩ yên dưng nghề đó ý ra thế ạ. Bố mô niêm kế sở nâng, đồng xem từ qua, cật chi, in chân này sao, ý, in ha xìu. Ý ra đối âm lên ý ra Ý ra thì xìu, ý ra xìu. sa chân nhìn cái gió nên chỉ quân qua hải sĩ thuê y si để cho trái đồ đấy chuẩn bị hát thế ạ. Ta chân nhìn kế sở nâng, ý quân qua cật chi, quy y. Si lê sao trà rêu Trái đồ ăn đấy ha xin mì ha xin mì chuẩn bị hát thế ạ. Chuẩn bị ăn xin người ta. à chuẩn bị ha xe yo Halaborji께서는 집앞 공원에서 산책하세요. hara hara bỏ chi kế sao nun chip ạ công văn nế sao san chết ha xe yo. 할머니께서 친구와 같이 마당 밖에서 이야기하세요. Hay mong như thế sao? Chính vu qua thật chi? Mà đang bạc ê sao? Ý a kia ha xe họ. Ôi, 190 điểm mà siêu thế. 어머니께서는 아버지와 같이 집에서 진지를 드세요. À mong như thế sao nữa? À bao chi quá thật chi chị thế sao진지를 chín chi luôn thứ xe ạ.
tiếp gì nữa đến đâu nữa Chị 아버지 계산은 방에서 혼자 주무세요. 아버지께서는 방에서 혼자 주무세요. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sang cái cấu trúc chí man là nhưng, cấu trúc nhưng tức là cái động từ cộng với nhưng hoặc là tính từ cộng với nhưng đều được đúng không? Thì ở đây là hai vế nó sẽ mang tính gì đối lập nhau, mang tính đối lập nhau đúng không? Thế này thế nhưng mà lại thế kia đúng không? Đó, hai vế đối lập nhau rất là đơn giản này. Số 1, chí man là chỉ đối hai câu với nhau thôi. Cái áo này đẹp nhưng mà lại đắt đúng không? Nó có vế tương phản với nhau. Đầu tiên cái áo này là gì? Y-O-S-N. Rồi Yosun. Y-O-S-N. Diệp đâu Diệp Tư Tà thì cộng với Diệp Tư Chi Man. Diệp Tư Chi Man. Tắt. Style. Yosun Diệp Tư Chi Man Style. Tiếp. Hàng mẫu đã về công ty rồi. Thế nhưng tôi chưa nhận được hàng mẫu đâu Xem em thử. cứ kéo lên làm chủ ngữ như thế xem cứ đây là hàng mẫu này về công ty rồi đến Xem công ty rồi thử. đấy. Nó đã đến công ty rồi đấy về công ty rồi đấy không Thuê xe. đây phải đến về đến dùng từ gì ô tả Nhận tả, cô tả. hoặc là tô chắc hay tà cũng được Cô chắc. hồ sắc đã về rồi đúng không hồ sắc hết thì Tôi chắc hết hết chi man sò. hồ sắc hết chi À, man tôi chắc hết chi mà. là tô Tôi sắc chắc hết hết chi chi man mà. tuy nhiên tôi vẫn chưa nhận được vẫn chưa cái từ vẫn chưa là gì à à tích đúng À, không chích. À, nhận chích. chúng ta học cấu trúc Tả. À. học cấu trúc một chưa nhỉ Chưa. một à chưa học một hà tắc rồi đây À, chích. Một. À, tất sầu. rồi chúng ta có cái một này một cộng với một cái động từ chúng ta dịch là gì à, không thể đúng không không thể mình dịch là không thể đấy thì trong trường hợp này chúng ta nếu mà chúng ta dùng an nhé trong trường hợp này mọi người hay bị nhầm sang là gì à tích an và tắc rồi nó thường hay bị lộn đấy nhé chưa thể nhận được tức là tôi đã không thể nhận được nó về rồi nhưng tôi vẫn chưa nhận được tôi vẫn không thể nhận được đúng không chứ không phải là cái từ an này tức là gì tôi có khả năng nhận nhưng mà tôi không thèm nhận đấy cái từ an đấy abatasio này tức là tôi không không thèm nhận đấy nhá nó sẽ khác nhá cái abatasio này nó đang mang tin nghĩa là gì chúng ta có khả năng chúng ta có khả năng nhận nhưng mình không thèm nhận nếu mà dùng cái abatasio tức là mình đi nó về rồi mình có thể nhận nhưng mình không thèm nhận còn cái gì kia còn cái một một hà thác sở hữu tức là gì mẫu này nó về công ty rồi nhưng một lý do nào đó mà nó chưa đến tay mình được nên mình cũng không thể nhận nổi đúng không thì chúng ta sẽ dùng là gì một hà thác sở hữu nó sẽ hợp lý hơn nhé đó tiếp số 3 hôm nay tôi đã làm đối sách rồi nhưng không hay hôm nay tôi đã làm đối sách rồi nhưng không hay Ồ người. ổn rồi làm đối sách có Ồ người. đối sách là gì Đối sách là đối ứng đúng không ạ? không Thế ưng. thể tiếp chúng ta có từ thể tiếp nhá thể tiếp này được học rồi À, thế chết. đấy. Thế chết là xi măng. Thể tiếp thì đã làm là gì lập Thế lên chết hết thạc xi xong măng. hết xi măng thạc xong ha À, là thế cái động chết từ lập luôn. lập lên Chắc viết lên là đấy đúng không hết lập xi lên đối măng. sách viết lên đối sách rồi tôi đã lận viết lên đối sách rồi thế nhưng mà không hay Chị mang chị mi à, học thế mỹ học hoặc là ăn cho bài rồi trong trường hợp là dùng ăn cho bài ý là nó không được hay không được tốt lắm nên sau nó cũng không có má mẹ từ đó nên là không được hài lòng không ổn nên thế sẽ cần chọc chọc xong hết thì mà thế mỹ học rồi hoặc là gì ăn cho bài rồi nó sẽ hợp lý hơn thế mỹ học rồi rồi tiếp à
nhiều lần là gì kiểm tra nhiều lần, đã còn kiểm tra xa nhiều lần rồi nhưng không thì có nhiều lỗi, lần là đã kiểm tra nhiều màng lần, à, nhiều lần kiểm tra màng còn lần, xa nhiều lần chúng ta dùng từ gì? Yoro bon. Yoro bon hoặc là dùng từ miết bon cũng được, vài lần rồi đúng không? Miết bon là vài lần đúng không? Yoro bon, miết bon, miết bon là kiểm tra là gì? à, Không. kiểm tra là còn xa hết, còn xa hết chị à. Còn ta tà thì còn ta hết gì thì man biết bon hoặc nhỏ đó bon còn ta hết gì man sau rồi Không thì có lỗi, nhưng không có lỗi, lỗi là gì? lỗi thì mình dùng từ phù ra là Julian, hàng lỗi rồi, Julian nghĩ dùng được bằng thật đó, phù ra Julian thì nghĩ ọc đều sò rồi tức là à. cái từ còn xa này làm đi kiểm tra cái hàng xem là có cái lỗi gì không đúng không? Chúng tôi kiểm tra rất là nhiều lần rồi nhưng mà không thấy phát hiện con lỗi nào cả, ý là như thế đấy đúng không? Thì cái lỗi đây chứ không phải là bị lỗi bị lầm gì cả, đây là hàng lỗi đấy. Không thấy có hàng lỗi đấy đúng không? Không có cái hàng lỗi nào hết, kiểm tra vài lần rồi nhưng không không thấy có cái hàng lỗi nào cả, ý là như thế thì là gì? Yoravon còn sai chỉ má đang nhiều sẽ không Con tiếp. Đã cải thiện hai lần rồi, đã cải tiến hai lần rồi nhưng vẫn phát sinh lỗi. đi vào Tù bon chứ, tù bon. à, su vào Kè son, tu ta à thì kè son. vào kê son hết xin hả Hết xi man, nhưng vẫn phát sinh lỗi, vẫn à, vẫn đây mình dùng hà tích à thích rồi. Hà tích sau phát à sinh thích lỗi, phát sinh lỗi. à thích Lỗi là gì? à thích vui ra Lan y và phát sinh. vui ra Cố răng Phải y à, bàn sang hiểu, phải bài xem hiểu, xem hiểu à chứ bài xem là hiểu, nghĩ à chứ là nghĩ phải xem hiểu à. bài xem hiểu. Tiếp này tô 6 anh ấy tính cách tốt nhưng mà nghèo. Anh ấy tính cách tốt nhưng hơi nghèo, nói nào tính cách anh ấy trước chủ ngữ anh ấy Ừ, à. từ làm ra nên là anh ấy đúng không? Thì bây giờ tính cách tốt, tính cách là gì? Phong chóc, chúng ta phong chóc là tính cách, tốt là chỗ chột tà đúng không? Chột thà thì thành chỗ chột chi man. Chào Từ làm ra nên phong chóc đi chột chi man. À, người con trai đó tính cách thì tốt thế nhưng mà hơi nghèo, nghèo là gì? Tốn thà man, khả năng hai bạc là người khả năng hay tài là nhiều trong khả năng hiểu cứ làm sao nên không cho kỹ thuật chỉ mang trong khả năng hiểu à, anh ta tính cách tốt đấy nhưng mà hơi nghèo nên là gì không à, không khả năng một thể nên là không yêu được rồi tiếp cô ấy xinh thì nhưng mà tính cách không tốt à, từ do cha từ giờ khả năng tính cách à từ cơ trở ra nhất xinh à, dịp dịp chi phương mà chi ma nhưng mà tính dịp cách phương chi ma trong à, dốc xong y xong có à, xong tiếp trong dốc y sang tiếp ảnh y không ảnh cho ảnh hay rồi ảnh cho ai rồi từ giờ sáng đến giờ bị xì mà xong cái gì ảnh cho ai sang rồi tiếp sang tiếp sang tiếp trong nhà ấm nhưng bên ngoài lạnh, trong nhà ấm bên ngoài lạnh. Trong nhà là gì? trong nhà là chị ăn Chim chị à, ăn hết và né ấm chị à nghe ta tức hạ tả đúng không? Ta tức hai chi ta hai chi man tức chị mai nhưng ở bên ngoài, bên bên ngoài là ngoài gì? Thật kế thật kế tạ lạnh chuột chuột ai tính chu ấy chúng ta nó tạ cũng chuột có bất quy tắc của chữ b đúng không, thì khi kết hợp với một cái thì nguyên âm thì mình sẽ thì bỏ chùa mình sẽ lược chùa rồi lược bỏ b đúng không, rồi rồi kết hợp với rồi kết hợp với
Đã sắp xếp hết tài liệu rồi nhưng đã sắp xếp hết tài liệu rồi nhưng chưa xong. Ok, tài liệu là gì? Đã chuẩn bị chưa ạ? Đã chuẩn bị. Đã sắp xếp xong đã hết rồi nhưng mà chưa xong. Câu này nó bị sao? Charo. À, tôi kể đi, biết đấy, Shadow đấy. Charo rồi. Chuẩn bị hết chi mà. Chuẩn bị hoặc là tròn ly nhé, tròn ly hết mà. Là sắp xếp, là Chuẩn bị sắp hết xếp hết chi rồi nhưng vẫn chưa xong. mà. Từ kết À chích. kết thúc đấy. Cân À chích. cân à À, chưa xong là một cân này một cân nào rồi, một cân cân này nào và rồi, tiếp một cân này một vẫn cân nào rồi, chưa thể kết thúc được. à Sắp xếp một xong hết cân nào, rồi nhưng vẫn chưa kết thúc được cân này. một cân nào. Thế mày à thì đây đã đối ứng với khách hàng rồi nhưng vẫn không được, là đối ứng rồi nhưng vẫn không không thành công, không được đối ứng với khách hàng. Cô kết xa. Cô ghét cô không không xa nhưng cô ghét qua thế Cô kết đừng qua. Cô kết qua. Thế ưng hết thích chị mà. thích ảnh À chích. ảnh tiểu À chích. ảnh tiểu À đều. à chứ Không được. À đều. vẫn không được à chứ à ý là đã nói chuyện rồi, đã đối ứng với khách hàng rồi nhưng mà à chứ à để vẫn không được, không được để rồi rồi nào đọc lại lần này. Yêu sinh yêu quý chị mà chị sao Yêu sơn đẹp tu chỉ man thì sao xem vừa rồi kê tay thủ sắc hết chị mán à chị một bà ta sẽ không tên tuân xem kê xa ê thổ chắc hết thổ chắc hết chỉ man á chích mốt ta cắt sỏi à chị một nhé, đọc số một cho thầy một bà ta sẽ á chích một à chích một ta cắt sỏi. ô nơi thế chắc tuyên khắc tông hết chị mán ăn choài không. Ồ nôi, hề chết cười. Chà xong hết chim ăn, chim đi ọc xoài rồi. Ăn Ăn choài. choai rồi. Yara bon còn ta hết chim mà lăng như ốc sẹo. Đó ra bom, còn chi hết chim ăn, vui ra đi ọc xoài rồi. Du bon kế son hết chim mà à chích phù lăng như hèn xanh nghèo. À, bom, để son hết chim ăn, á chích vui ra đi bài sen hiểu Học hèn xanh nghèo. 그 남자는 성격이 좋지만 좀 가난해요. 그 남자는 성격이 좋지만 좀좀 가난해요. 가난해요. 아, 좀 가난해요. 그 여자는 예쁘지만 성격이 안 좋아요. 그 여자는 예쁘지만 성격이 안 좋아요. 집 안에 따뜻하지만 밖에 추워요. 집 안에 따뜻하지만 밖에 추워요. 추워요. 자료를 추워요. 준비했지만 아직 못 끝나요. 자료를 정리했지만 아직 một nào끝나요. 끝나 고객과 대응했지만 아직 안 돼요. 고객과 대응했지만 아직 안 돼요. Nào, giờ bắt đầu đến tô. Chúng ta có một cái danh từ tô, một danh từ tô ở đây, đúng không? Thì cái tô ở đây chúng ta sẽ chú ý rằng là nghĩa là gì? Cũng, chẳng, nghĩa là cũng, cũng, cũng. Thì ở đây thầy sẽ đưa ra một chú ý này. Tức là cái chữ tô thế này có thể, nó có thể thay thế, đúng không? Hoàn toàn cho y can ân nhân này, đúng không? Hoặc là ân nhân, đúng không? Đó. Tức là cái tô này nó nhấn mạnh ở đâu thì nó sẽ được đưa vào đấy, nhấn mạnh ở chủ ngữ đưa vào chủ ngữ, nhấn mạnh ở gọi là gì, ở tân ngữ thì đưa vào tân ngữ. Nhưng mà khi mà
ở cái chỗ vị trí đấy nó có ik ân đơn hay là ân đơn thì mình được thay thế hoàn toàn. Thế nhưng mà không thể thay thế hoàn toàn cho e để so hay là euro được, mà chỉ được gì đấy, mà chỉ được cộng thêm vào thôi, thêm vào sau đó, đó. Được chưa? Có những cái mà chúng ta sẽ phải không nhá. Tô có thể thay thế hoàn toàn y ca ân tương đương được, thế nhưng không thể thay hoàn toàn cho e để do ư đô mà chỉ cộng thêm vào sau nó thôi. Tức là ở nhiều khi nó sẽ là danh từ chỉ thời gian hay gì đấy đúng không? Nó bảo là gì, ví dụ như là buổi sáng thì tôi ăn cơm, rồi buổi chiều tôi cũng ăn cơm, tức là nó đang nhấn mạnh vào cái buổi sáng và buổi chiều đấy, thì mình sẽ dùng e ở cái chỗ à kiểu dùng tô ở cái chỗ e đấy đúng không? Thì lúc đấy thì mình sẽ không thể là thay thế không bỏ e và cho tô vào được, mà mình phải là gì, ồ John ế tô và gì ồ hu ế tô đấy, nó sẽ có những trường hợp như thế đó. Thì đây đi lấy ví dụ đi chúng ta sẽ hiểu. Và cái tô này nhớ nhá, tiếng Việt thì thầy thấy nó cứ đặt lung ta lung tung cả, thế nhưng mà tiếng Hàn của chúng ta nhá, nó nhấn mạnh ở đâu, nhấn mạnh cái tô ở đâu ấy thì mình sẽ để ở đó để người ta hiểu là mình đang nhấn mạnh ở cái gì đúng không? Ví dụ nhá, tôi thích tiếng Hàn, em tôi cũng thích tiếng Hàn, tức là nó đang nhấn mạnh ở cái gì, chủ ngữ tôi thích và người em cũng thích đúng không? Thì lúc đấy chúng ta sẽ để tô ở chủ ngữ và thay thế bằng lý à, thay thế ik và ân ân đấy đúng không? Thì chúng ta sẽ nói như nào, tôi họ nên đúng không, họ nên Văn cô con cô to rứ cô á cô con cho a hiểu à cho ai hiểu, tôi bắt đầu thì trong phần xe từ trong đó à xe rồi thế cùng tên nước tổ, xe nước trong trường hợp cùng tên tổ tại vì là à xe em tôi xe cũng mà to đúng không, nó đang nhấn mạnh là em tôi cũng thì cũng ăn cua to đấy thì ăn cua con rất cho cùng vui hiểu để cùng vui hiểu à. chật đó. Đó đây này tiếp này, buổi tối tôi cũng gặp bạn bè ở quán cà phê, tức là gì à, buổi sáng buổi trưa nó cũng gặp rồi đúng không, thì bây giờ buổi tối nó cũng gặp bạn bè ở quán cà phê tiếp đấy, thì tức là cả ngày nó đều gặp quán cà phê, sáng trưa chiều tối nó đều gặp đấy, thì lên nó mới thì nó mới bảo là gì, buổi tối tôi cũng gặp bạn bè ở quán cà phê. Thì quan trọng là mình phải biết được điểm nhấn ở đâu nhá. Ừ. Nếu ví dụ như là Chờ em cho vào cái từ họ tô vào đây ấy, tôi cũng gặp đây, thì tức là thì em phải đi so sánh là tức là thì, có một người khác, có một cái người nào đó nó đang gặp ở quán cà phê, và bây giờ có một người nào đó đang gặp bạn bè ở quán cà phê và ví và bây giờ nó cũng đi gặp quán cà phê, thì chúng ta mới nhấn mạnh ở chủ ngữ đúng không? Thế nhưng xong cái câu này thì thầy nhấn mạnh luôn là gì, nó gặp buổi sáng và buổi trưa nó đã gặp bạn bè, buổi sáng và buổi chiều nó đã gặp bạn bè ở quán cà phê rồi, thì bây giờ vào buổi tối nó cũng gặp bạn bè ở quán cà phê tiếp đúng không? Đấy thì lúc đấy chúng ta sẽ nhấn mạnh vào cái gì, buổi tối là gì, cho à, nhóc ế nhóc ế tô đúng rồi, và buổi tối ê cũng đúng không? tô Cũng gặp bạn bè ở quán cà phê, bây giờ quán cà phê trước khá kho phê à ế kha phê ê sao cho sau gặp bạn bè. xin cô luôn Ừ. má năn gì cả À, mà này không? Nhớ nhá. Đó. thầy ơi cái câu trên ấy cái câu trên là có cùng bộ được không có được hay là thằng cu coi vẫn cho hề em tôi cũng thích tiếng Hàn Là sao? Sao cái gì có cũng được, không có cũng được. có nghĩa là em tôi cũng thích tiếng Hàn Ừ, thì ý làm kia sao? là cùng vui là học cũng học tiếng Hàn à? Đâu, cũng à đây cái này á à chắc phải viết nhầm Thì nó sẽ chỗ là ai cho hiểu hề à chỗ ai hiểu phải viết nhầm chỗ ai rồi. rồi ok tiếp này, em tôi cũng chuẩn bị đồ ăn ở nhà, tức là mình tôi chuẩn bị đồ ăn ở nhà và em tôi cũng thế đúng không, thì cái này nó đang nhấn mạnh ở đâu Em tôi à, em tôi thì nó nói thế nào, chê chê tên chê tông xem tô wow. chị xong bừng xích cười xuân đi À, chuẩn bị hiểu hiểu rồi ok xuân đi hiểu à, tiếp này, bình thường tôi làm việc ở công ty nhưng thi thoảng tôi cũng làm việc ở quán cà phê nữa, điểm nhấn ở đây là gì? cũng làm việc Đồ. Không phải cũng làm việc, chúng ta có hai cái hành động làm việc, có bình thường thì tôi làm việc ở công ty thế nhưng mà thi thoảng thì tôi cũng làm việc ở quán cà phê nữa, thì ở đây nó đang nhấn mạnh cái gì, thì cũng ở đây nó nhấn mạnh ở đâu,
thi thoảng tôi cũng Đọc hết cả tôi câu. Đọc hết cả câu đi, đừng đọc đến đấy. nếu mẹ có cà phê ạ. Đúng rồi, tức là gì? Bình thường ý ý là nó có hai địa điểm làm việc đúng không? Làm việc ở công ty và cũng làm việc ở quán cà phê nữa. Đấy, thì nó sẽ phải nhắc lại hai lần như này nhé. Thì lúc đấy chúng ta phải đi nhấn mạnh ở cái chỗ quán cà phê đấy, đúng không? Thì ở đây chúng ta bình thường, ngày thường là gì? À, bình thường hay bị phổ thông ở phê ta Phổ thông thế sai thì để sao ý để thì hâm thì tạo à, ý đều à, thì đều Hachiman ừ, thế nhưng thi thoảng hàn chi lan thi à, thoảng được được cũng làm việc ở quán cà phê nữa à. Thì bắt đầu là gì à hàn chi lan cá cúm à, cà à phê pha phê ế tô ế thì xó tô to tô đúng rồi ế đó, xó to tô vừa tí thì để Inhale đi ta. thì đều Inhale. bình thường giáo viên khác dạy người ta không dạy cái này đâu, đến đến lúc sau này mình bắt đầu là mình đi học lên cao ấy, học lên cao tự dưng mình mới gặp những cái tô tô nó đứng ở rất là nhiều chỗ vị trí khác nhau, thì lúc đấy mình bắt đầu mới bị hoang mang đó. Nhưng mà thầy dạy là thầy sẽ dạy luôn, đưa hết các trường hợp luôn để mọi người là bình thường mọi người cứ chỉ có cũng ở cái chủ ngữ cái tân ngữ thôi, nhưng mà nó cũng là cũng cả hết ở chỗ khác nữa nhá. Nhưng mà tiếng Việt Nam của mình ấy nó không giống như tiếng Hàn là cũng ở đâu thì là sẽ để cũng ở đấy, nhưng mà riêng tiếng Việt của mình nó cứ đọc tự cảm nhận luôn đấy, tự cảm nhận xem là nó đang nhấn mạnh vào cái gì đấy. Đó. Câu 5 này thì hôm nay tôi đi đến thư viện và cũng đi đến bưu điện nữa, à, tức là gì, nhấn mạnh ở đâu? Bưu điện Ừ, đúng rồi, tức là hôm nay nó đi đến hai chỗ đúng không, nó đi ở chỗ này và nó cũng đi ở chỗ kia nữa đấy đúng không, thì là như nào? Ồ nên thì đây tôi đi đến thư viện. ô nơi ô so quan Ừ, tôi so quan nè cài ô cái so ô quan đi cài à, ô cứ đi bộ ta à ừ. cười cô à u chê khúc Ê, ê tô tô à cài ô thầy ô đúng rồi đấy, tôi cũng đến cả bưu điện nữa đấy, hôm nay tôi đi đến tận hai chỗ, chỗ này và cũng cả chỗ kia nữa. Dạ. Rồi tiếp, ở nhà tôi cũng có tivi, ở nhà tôi cũng có tivi. à Câu này cũng chê là gì? chê chị ê À, Uri chỉ bế. à u đi chị ê thế thì tròn tốt Đây thì thì con. tròn hiểu Vì con gì? thì tròn tốt Thì thì tròn. sợ rồi. Cái này thầy nghĩ là nó sẽ nhấn mạnh ở cái chỗ nhà của tôi mà. Tức là gì? Tức là nó đi sang nhà bạn đúng không? Nó thấy bảo ở nhà mày có tivi này thì tao nhà tao cũng có này, tức là nó đang gì, nó đang muốn nhấn mạnh ở nhà tao có nữa chứ, nhà mày có thì nhà chỗ tao nhà tao cũng có chứ, có phải là ví dụ nên nếu mà em nói là gì television tôi sở, tức là nó đang so sánh với gì ở nhà tôi thì nhà ở nhà chúng tôi có tủ lạnh này, có tủ lạnh có điều hòa và cũng có cả tí tivi nữa, thì lúc đấy nó đang so sánh với những cái đồ vật kia ở trong nhà mình nhá, còn cái này nó đang so sánh ở với cái nhà người khác mà, chứ nó phải so sánh với cái đồ vật ở trong nhà mình đâu. Ở nhà tôi cũng có tivi nữa à, tức là gì Ô vi ở, chết tê ở nhà mày ta có tivi đúng không, ở nhà tao cũng có tivi này đấy, kiểu như thế đúng không, ở nhà tao cũng có tivi này thì mình sẽ phải nói là gì, phải ở đây phải cũng là ô vi cái gì nhỉ, chị tê đô đúng rồi phải cũng là Uri chỉ bế tổ, ở nhà chúng tôi cũng tê có tivi nữa đúng không, tê Uri chỉ bế tổ television nhìn thấy không đấy, nhà tôi cũng có đấy, ý nhà mày có nhà tao cũng có đấy, đó. Cũng là cũng ở bên nhà mày nhà tao đúng không? Rồi hôm nay tôi phát biểu đối sách rồi và ngày mai cũng phát biểu đối sách tiếp ừ. Nó lại cũng ở cái gì đấy ồ thôi à, ổn đây cũng ngày mai rồi ổn như đây đi, ổn như đây thì đấy à ồ người thế chết rồi đối cái à thế chết cười à phải bài phiêu hiểu hết rồi ổn bài phiêu hiểu à cứ đi cô à hết sao rồi và cười cô nề in phải tô đi tô đúng rồi nề in à. tô à Lại phát biểu nữa, lại phát biểu tiếp cũng cũng phát biểu tiếp rồi nấy tô ý phải bài phiếu à ngày mai nấy tô phải phiếu à à ồ như đây vậy là thì bài phiếu ha hết sở rồi à ạ cứ điều cố nail tố phải cho hai cái sale được không, hai cái sale
Vậy kêu hai cái Ngày sáu mai này. tôi cũng lại sẽ phát biểu tiếp đúng không? Tiếp. Vậy kêu Tuần hai cái này sáu tôi có cuộc họp và vào tuần sau tôi cũng có cuộc họp nữa. Tuần này có và tuần sau cũng lại có đúng không? đi bom chút. Đi văn xuôi. Đi bom chút. Quê ý sao rồi. À, quê y tá thì tại đâu? Cô đề cô. Đi có. Cô đề cô. À, À. tôi Hà âm, hà âm, hà đi âm thu, đều ê, à, tám tốt thu ê tốt, à, quê y tá quê y, sáu quê ca ít sao đều rồi. đó. Hàng mẫu này tôi gửi cho công ty ABC rồi và cũng gửi cho cả công ty 123 nữa. Hàng mẫu này À, thì xem phương. xem thử đây Is important. ABC ABC Huê xa E. đấy à bố của À, bồ nét sao rồi. ăn chú nếp phải không từ vì cô Cười cô. À, cười một cô. hai ba À, một, hai, ba. đi Tình xăm thì đi xăm hay ta nghi xăm Huê xa tốt. ê tô Ở xa E tốt. bố À, bồ nét sao rồi. à tôi nhắc phải không đó thì tôi gửi cho cả hai chỗ cho chỗ này và cũng gửi cho cả chỗ kia nữa ừ. Tôi mua điện thoại ở cửa hàng này và bạn tôi cũng mua ở cửa hàng này Y cà phê. phải là thò nên thì À, thế sao luôn. để Y có cà phê. Ê sao. tư tế À, còn hòa yêu đấy tê còn. Yêu tê còn hòa rút. Sao rồi. à rất giỏi À, rồi sắp sao rồi. vì cô và bạn tôi Cô rêu con. À, chê chinh phố. chị cô À, y cà phê tốt. không cái này nó là cũng cũng ở cái gì Mua y cà phê ở cái chủ ngữ chứ tôi mua ở đây bạn tôi cũng mua ở đây đúng không nó đang cũng ở cái chủ ngữ chứ à, chị chế chim phu tô đúng không chê chinh phô tô thì hai y cà phê ế xong sao rồi. các phải họ đấy bạn tôi cũng mua ở đây nữa đấy thì cái cũng của nó đấy mình phải xác định phải xác nhận xác định cho rõ ràng nhé thì cũng đấy không phải đơn giản là chứ chỉ cũng không nhá và cả cái man nữa cái man là cái chỉ ấy, cũng thế nó cũng sẽ giống cái cũng này nếu mà học chuyên sâu ra chúng ta phải học như thế là mới chuẩn nhá còn nếu mà học cái kia chúng ta chỉ đang đang đơn giản chỉ thay thế cho chủ ngữ và tân ngữ thôi còn những cái chỗ khác không được thay thế đó rồi đấy thì hôm nay học đến đây về học kỹ lại cho thầy nhá học kỹ lại ngữ pháp này từ vựng này ở bên dưới thầy cũng có gửi lại cái file này cũng có một chút những cái phần chuẩn bị mẫu câu rồi đấy về chuẩn bị qua cho thầy rồi ổn lên nhiều khi cả chị mà chị cái gì ta su cái gì ta ăn những cái gì